Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mình sẽ làm là bánh cuốn nha. Thì nhà mình thì hôm nay không có nấu cơm, cho nên là mình sẽ làm bánh cuốn mình ăn ha. Thì nguyên liệu mình gồm có là mình cũng có nè 300g thịt nạc. Thịt nạc này là mình mua ở ngoài chợ, người ta đã xay sẵn á các bạn. Với lại rau, này là rau sống ha, như xà lách nè, rau thơm, rau húng cây, giá gì đó các bạn. Còn củ sắn mình sẽ có 2 củ, củ hành tím với tỏi với chanh, ớt. Như tỏi thì một hồi mình sẽ làm phần nước mắm, còn củ cải, còn củ hành á thì một hồi mình sẽ sắt rồi mình phi nha. Với lại mình cũng có là nửa muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột hạt nêm đó các bạn, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Với lại mình có nấm mèo. Nấm mèo là mình mua ở ngoài người ta cũng đã sắt sẵn nè, nhưng mà một hồi mình cũng sẽ sắt hạt lựu lại ha. Còn cái này là mình có bột năng. Bột năng này thì mình một bịch này là 400g, một hồi mình sử dụng chỉ có 200g thôi. Còn cái này là bột gạo. Bột gạo thì mình sử dụng chỉ có 10g thôi nha các bạn. Với lại một muỗng canh dầu ăn. Và trước tiên là mình sẽ pha cái phần bột trước nha. Bột năng mình sẽ cho vô đây nửa bịch ha, là khoảng 200g. Còn bột năng, bột gạo thì mình sử dụng ít hơn ha. Rồi, rồi mình sẽ để cái bịch bột năng này qua một bên nha. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần bột gạo. Bột gạo mình sẽ lấy cái giá này là mình sẽ múc nha. Nè, mình múc chừng nửa giá này thôi ha. Để vô đây. Mình cho vô một tí xíu muối. Cho vô một ít muối thôi nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên, sau đó mình sẽ pha bột. Mình sẽ pha bột luôn ha. Mình sẽ cho nước á vô từ từ thôi các bạn. Mình sẽ quậy từ từ cho cái phần bột nó sẽ đều hơn ha. Mình sẽ cho thêm nước cho ha. Cái phần bột á mình pha các bạn, cho cái phần bột nó hơi lỏng nha, không có cần, không phải là lỏng quá, kiểu như là nó lỏng hơn cái bột bánh xèo mình tí xíu là được rồi ha. Giờ là mình cứ việc mình khuấy khi nào cái, chứ để nhiều khi mình để nước nhiều quá một hồi cái bột nó lỏng lắm, rồi mất công mình phải cho thêm cái phần bột nữa, tâm ga thì nó nhiều quá thì ăn không hết ha. Cái phần bột á là mình pha như vậy nè các bạn, cái bột nó hơi lỏng như vậy nè ha. Và tiếp theo mình sẽ cho dầu ăn vô, đặng khi mà một hồi mình chán bánh á thì sẽ không có dính cái chảo ha. Và mình sẽ quậy đều lên, và sau đó mình sẽ để cái phần bột nghỉ. Tiếp theo là mình sẽ làm tới cái phần củ sắn, đặng mình xào cái phần nhân nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái gia vị nè, như là đường, muối, tiêu, bột ngọt gì đó các bạn, thì mình sẽ cho vô trong đây mình ướp hết nha. Mình ướp xong rồi mình sẽ sắc cái phần củ sắn lên. Mình trộn đều lên, mình ướp trong vòng 15 phút thôi nha. Trong thời gian mình ướp á, là mình sắc củ sắn nè, với lại nấm mèo nữa là cái thời gian là mình đem đi xào luôn được đó các bạn, xào nhân được ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần củ sắn nha. Củ sắn là mình sẽ sắc mỏng nha các bạn, và mình sẽ sắc hạt lựu lại, chứ không có phải mà mình để cái thanh dài nha. Củ sắn là mình sắc á, không có cần dày nha, mình sắc mỏng mỏng thôi. Rồi giờ mình sẽ sắc cái thân dài nè, một hồi mình sẽ sắc hạt lựu lại luôn ha. Tiếp theo là mình sẽ sắc cái phần hành phi nè, đặng một hồi mình sẽ cháy nha. Khi mà mình ăn á, mình để lên trên mặt nó giống như mình ăn bánh nướng vậy nha các bạn. Phải có hành phi đó, mình gắp lên trên mặt đó mình ăn nó sẽ ngon hơn ha. Hành
Còn khi nhớ mình cũng đó khi xong rồi, giờ mình sẽ cho cái phần thịt này mình sẽ vô mình xào nhân nha, xào cái phần nhân lại. Nãy mình cũng có ướp ba cái gia vị trong đây rồi, cho nên là mình không có để thêm gì nữa hết ha. Mình cho nè, củ sắn với nấm mèo mình cho vô hết luôn. Rồi mình xào lên một lần một. Nãy mình lấy cái dầu mà mình phi hành á, mình làm luôn chứ mình không có để thêm hành tỏi gì trong đây ha. Cái phần nhân á, bây giờ mình xào đã chín rồi nè, bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Mình sẽ để cái dĩa, dĩa nãy mình dùng củ sắn đó các bạn. Nhìn thơm rất là thơm. Sau đó mình sẽ làm cái phần nước mắm nha các bạn. Làm nước mắm sẵn một hồi mình cuốn xong á thì mình sẽ ăn thôi. Mình hấp bánh nữa là xong. Giờ mình sẽ cho cái phần đường nè. Mình cho 2 muỗng canh đường ha. Tiếp theo á là mình sẽ cho chanh vô. Cho một trái chanh ha. Rồi mình sẽ cho cái phần nước nè. Quậy cho cái phần đường tan ra nước á, hồi nãy là mình để là nước chín nha. Rồi mình sẽ cho cái phần nước mắm luôn. Mình cho 3 muỗng canh nước mắm ha. Rồi sau đó mình sẽ nêm nếm lại. Nêm nếm cho vừa khẩu vị nha, mình ăn thôi. Bây giờ mình không có bằm ớt để vô chung ha, tại vì nhà mình có con nhỏ á, thì một hồi mình ăn thì mình sẽ bằm vô sau. Cái phần bột á, giờ là đã được rồi nè các bạn. Nè các bạn thấy là mình pha bột nè, nó lỏng lỏng như vậy nè ha. Giờ là mình cũng đã bắt cái chảo rồi, giờ mình sẽ thả, mình sẽ để cái phần bột này vô, mình làm cho lẻ tay nha. Xong mình đậy nắp lại. Giờ cái phần bánh á, giờ đã chín rồi nè, giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ để vô cái phần này. Bánh này nè, để nhân á mình để cũng vừa vừa thôi. Cái mình cuốn lại như vậy. Rồi mình sẽ để qua bên cái dĩa nha. Rồi bây giờ là cái phần bánh này mình coi sẽ chín chưa. Đó, giờ bánh này cũng đã chín rồi nè. Giờ mình sẽ lấy ra. Tiếp tục mình cứ như vậy là mình cứ làm, mình chán như vậy mình cuốn cái nào mình làm cái nấy nha. Làm mình cũng phải lẹ tay các bạn, để nhiều khi mình không lẹ tay thì cái bánh mình nó sẽ không có được ngon ha. Giờ mình làm cho đến hết cái phần nhân với phần bột thôi. Nhớ nha, khúc mà mình đổ bột á là mình cũng phải khuấy cho đều cái phần bột nha, chứ để nhiều khi cái phần bột nó sẽ nó bị ra cái nước trong á, nó nổi trên, còn cái đục nó ở dưới đáy thì nó sẽ không có đều ha.
tiếp tục thì mình làm cho hết thôi. Các bạn, bây giờ cái bánh cuốn của mình á là mình đã làm xong hết ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho hai đứa nhỏ. Rồi mình sẽ cắt luôn cho mẹ chồng mình sẽ để riêng nha. Đó, giờ mình sẽ cắt ra thôi. Bánh này giờ cũng còn nóng nóng nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ để ra cái đĩa ha. Rồi mình sẽ cắt cho nó dẻo. Cái món này á nhiều khi sáng á mình ăn sáng cũng vẫn được các bạn. Bữa nào mà mình giờ chiều mình ví dụ mình ngán cơm cũng vậy thì mình có thể là mình làm cái món này mình ăn. Bánh cuốn của mình đã xong nè, các bạn nhìn coi hấp có hấp dẫn hay không ha. Nè, một hồi là mình sẽ gấp lên, mình chấm ở trong cái phần nước mắm nè, vừa có rau với lại giá nè, nhìn rất là ngon ha. Mình sẽ trộn lên nè, trộn lên cũng vẫn được nha, đặng cho cái phần rau nó sẽ thấm, nó thấm với nước mắm ăn nó cũng rất là ngon. Nè, giờ mình sẽ chấm nha. Cái phần nhân á rất là vừa ăn. Nước mắm á thì mình ăn nó có cái vị ngọt các bạn. Nè, tại thường thường á ăn hết hai cục giá còn ăn thì hết hai cục bánh rồi đó. Thường thường á là mình ăn bánh ướt hay là ăn bánh cuốn gì đó các bạn, mình phải làm nước mắm là không có mặn nha. Nếu mà làm mặn quá thì ăn nó sẽ không ngon, mình làm cho có cái vị hơi ngọt tí xíu nữa là được ha. Ăn rất là ngon. Cái bánh á nó rất là dẻo. Nè các bạn, nhìn nè. Cái món bánh cuốn nè, mình có thể là làm ăn sáng cũng được nè, hoặc đó là mình làm ăn chơi cũng được đó các bạn. Đã. Ăn rất là ngon ha. Mẹ héo cái rồi. Héo gì ạ? Ăn tối. Ăn tối là giờ này mình đang ăn nè, mình không ăn cơm thì mình ăn bánh cuốn. Bữa nay đâu ăn cơm, đúng không? Dạ. Yeah. Các bạn cũng làm ăn thử đi, ăn cũng rất là ngon ha. Làm thì cũng dễ làm nữa. Cái phần bột thì mình pha lỏng ra, rồi mình lấy cái chảo không dính cái mình tráng lẹ tay là mình sẽ có được một cái bánh cuốn mình ăn rồi ha. Mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó, thì like chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Chào các bạn.